Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh 5 Phút Diệu Kỳ. Có rất nhiều bạn thích thầm một người nhưng lại băn khoăn không biết người ta có chú ý đến mình, thích mình hay không. Vì thế mà nhiều bạn vẫn còn lưỡng lự mãi ở ranh giới giữa làm bạn bè và chuyển thành người yêu vì cứ phải đoán mò suy nghĩ của đối phương. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào phải không? Sau đây, 5 Phút Diệu Kỳ sẽ giới thiệu cho các bạn một số biểu hiện của một người đang thầm để ý đến bạn. Bắt đầu ngay thôi nào! 1. Tình cờ đụng chạm. Những đụng chạm rất hiếm khi xảy ra một cách tình cờ. Bạn của bạn vô tình chạm vào tay bạn hay bàn chân đè nhẹ lên giày bạn. Những điều này có thể chỉ là vô tình, nhưng đôi khi thì không phải thế. Đó là dấu hiệu của những điều sâu xa hơn. Hãy nghĩ mà xem, hàng ngày có rất nhiều người lạ bạn tránh va chạm trên đường, hay có nhiều đồng nghiệp, bạn học, bạn chẳng bao giờ giao tiếp. Một người bạn lại thường chạm nhẹ vào tay hay người của bạn. Dấu hiệu này cho thấy người đó muốn gần gũi bạn hơn về mặt thể xác. Họ đang sử dụng những dấu hiệu khéo léo để thiết lập sự thân mật về cơ thể với bạn. Vì vậy, đừng để lãng phí những đụng chạm này. Nếu bạn của bạn thường xuyên làm như vậy, có thể họ thực sự rất thích bạn. Nhưng hãy lưu ý, nếu người đó đối với ai cũng hành động như vậy, thì đây không phải là dấu hiệu người đó thích bạn, mà có lẽ chỉ là thói quen của họ mà thôi. 2. Đột nhiên không thoải mái. Người bạn đó thường như thế nào khi bên cạnh bạn? Họ hoạt bát và nói chuyện nhiều, hay nghêu ngao vài câu hát một cách đột ngột. Kỳ lạ là dấu hiệu thông thường của sự thích thú và bị thu hút. Khi ở cạnh người mình thích, bạn luôn muốn thể hiện tốt nhất bản thân của mình. Bạn muốn mình trông thật ngầu, thật tuyệt và đáng tin cậy. Nhưng thay vì vậy, bạn lại thường kỳ lạ và im lặng. Điều đó có nghĩa là gì? Họ đang cố gắng đấu tranh cảm xúc, họ muốn chinh phục và tạo ấn tượng với bạn, nhưng lại quá lo lắng. Thích một người thường tạo ra cho bản thân người thích rất nhiều kỳ vọng và áp lực. Vì vậy, người đó giữ khoảng cách và im lặng chỉ vì họ thực sự rất thích bạn mà thôi. 3. Hay hỏi dò xét bạn. Bạn của bạn có thực sự thích bạn? Họ có để tâm tất cả những gì bạn nói? Để làm rõ điều này, hãy chú ý vào cách người đó lắng nghe, những câu hỏi họ đặt ra và những điều chỉ dành cho bạn nhiều đến mức độ nào. Khi ai đó thực sự thích bạn, bạn trở thành trung tâm trong thế giới của người đó. Họ trở nên vô cùng quan tâm, ân cần bởi vì muốn hiểu rõ bạn hơn. Hỏi nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để hiểu bạn và đồng thời thể hiện những cảm xúc của mình để bạn cũng hiểu họ rõ hơn. Bất kể là cuộc hội thoại diễn ra theo cách nào, hãy để ý xem người đó cởi mở và thích thú nhiều thế nào, bởi vì đó có thể là dấu hiệu rằng đối phương đã bị thu hút bởi bạn đó. 4. Cười với mọi điều. Người bạn đó có khiến bạn cảm tưởng rằng mình là người vui tính nhất thế giới. Nếu một người thấy bạn vui tính, người đó không chỉ thích tính hài hước của bạn mà còn nhiều hơn thế. Điều đó thể hiện rằng họ rất vui vẻ khi ở cùng bạn, để ý và muốn kết nối nhiều hơn nữa với bạn. Tuy nhiên có những người cười nhiều như một thói quen. Họ cười khi gặp điều gì đó thú vị, cười vì ngại ngùng hay chỉ đơn giản là cười vu vơ. Vì vậy, để chắc chắn đây là dấu hiệu người ấy thích bạn, hãy xem tần suất cười đùa của họ với bạn so với thông thường có khác biệt nhiều không nhé. 5. Tìm kiếm những lý do. Người bạn đó có tìm những lý do để hai bạn dành thời gian cùng nhau. Những cơ hội được tạo ra khéo léo như vậy là một dấu hiệu rằng người đó đang để ý bạn. Dù chỉ là 5 phút hay 5 tiếng, người ấy cũng sẽ tìm cách để cùng bạn, chẳng hạn rủ bạn dùng bữa cùng, tham gia chung nhóm bạn hay tới một sự kiện nào đó. Đầu tiên, điều này thể hiện rằng người đó muốn nhìn thấy bạn nhiều nhất có thể. Sâu xa hơn, họ muốn tiến dần vào cuộc sống của bạn, cũng như để bạn đến gần hơn thế giới của họ. Nếu bạn thấy một người ở bất cứ đâu, có thể là họ đã thích bạn nhiều hơn tư cách một người bạn rồi. 6. Những ký ức kỳ lạ. Người đó có nhớ tất cả những khoảnh khắc hai bạn cùng nhau, hay gợi lại những kỷ niệm ngốc nghếch và kỳ quặc rất lâu về trước. Bởi vì họ rất trân trọng những khoảnh khắc bên bạn, vì vậy từng phút giây đó đều được họ ghi nhớ. Từ những chi tiết nhỏ trong câu chuyện bạn kể đến những tình tiết trong ngày đặc biệt nào đó của bạn đều được người đó nhớ kỹ, bởi vì bạn thực sự quan trọng và luôn trong suy nghĩ của họ. 7. Trả lời tin nhắn. Bao nhiêu lâu thì người đó trả lời tin nhắn của bạn? Hai người có nhanh chóng trả lời và tiếp chuyện hàng tiếng đồng hồ? Không phải với ai người ấy cũng như vậy. Khi một tin nhắn được gửi đến, bạn có thể trả lời cho qua, để đến cuối ngày mới đọc, hoặc thậm chí bỏ qua luôn.
Nhưng khi bạn ngay lập tức phản hồi thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn muốn trò chuyện và hứng thú với người đó. Tuy nhiên, cẩn thận đừng nhầm lẫn vì có thể người đó luôn trả lời thật nhanh vì phép lịch sự thôi. 8. Để bạn một mình. Hồi bạn của bạn có để bạn một mình với ai đó, đây là một dấu hiệu thông thường rằng có người đang để ý bạn. Những người bạn của bạn biết nhiều điều hơn bạn tưởng đó. Có lẽ họ đã nghe được rằng ai đó đang cảm nắng bạn. Bằng cách dành cho hai người một không gian riêng, họ đang tạo cơ hội để bạn và người kia tìm hiểu nhau. Vì vậy, đừng bỏ qua thái độ của hội bạn dành cho những đối tượng xung quanh bạn nhé. Rất nhiều điều thú vị có thể được phát hiện từ đây đó. 9. Bước vào không gian riêng của bạn. Không gian riêng của bạn có thể hiểu đơn giản là khoảng cách mà bạn cảm thấy an toàn. Với mỗi người khác nhau, bạn sẽ giữ khoảng cách khác nhau. Bạn sẽ luôn đề phòng và cách xa người lạ. Đồng nghiệp và người quen có thể đứng gần hơn. Còn bạn bè thân thiết và người yêu thì sẽ thoải mái sát gần bạn. Càng gần gũi thì mức độ thân thiết và tin tưởng giữa hai người càng cao. Vậy nếu một người muốn tiến xa hơn, người ấy muốn được gần bạn nhất có thể. Đây là dấu hiệu cho thấy người đó muốn tiến xa hơn tư cách là một người bạn. Như là một dấu hiệu về mặt vật lý, khoảng cách càng gần thì những hành động thân mật càng dễ dàng. Họ có thể đứng sát bên bạn, ngồi kề bên bạn hay lúc nào cũng chỉ cách bạn vài cm. Bằng cách bước vào không gian riêng của bạn như vậy, họ hy vọng bạn chú ý đến tín hiệu rằng người ấy đang thích bạn. 10. Không ngừng chú ý. Khi một người thích bạn, họ sẽ dành toàn bộ 100% sự chú ý của mình cho bạn. Điện thoại của họ sẽ luôn nằm trong túi. Có lẽ nhiều người chưa hiểu hết tầm quan trọng của hành động này. Hãy nghĩ thử xem, bạn đã dành bao nhiêu thời gian để dùng điện thoại, trả lời tin nhắn, kiểm tra mail hay truy cập các mạng xã hội. Có những người luôn kiểm tra điện thoại hàng giờ mỗi ngày đều như vậy. Dù là đang làm việc hay ở cùng bạn bè, họ sẽ liếc nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn số lần họ nhận ra. Nhưng nếu một người không sử dụng điện thoại hàng giờ đồng hồ, điều đó có nghĩa bạn thực sự quan trọng với họ. Trong suy nghĩ của họ, tin nhắn, mail hay bất cứ điều gì từ điện thoại làm họ gián đoạn việc tập trung vào bạn, bởi vì họ muốn chú tâm và ghi nhớ tất cả những điều bạn nói. Đối với người ấy, bạn không chỉ là một người bạn mà là một người vô cùng đặc biệt. Nếu người mà bạn đang để ý hội tụ những biểu hiện trên thì đừng ngần ngại gì nữa mà tiến gần đến con mồi và chinh phục ngay đi thôi. Chúc các bạn thành công và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh để mình có động lực sản xuất thêm nhiều video thú vị tiếp theo nhé. Nếu bạn đã học được điều gì đó mới ngày hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ nó với bạn bè. Nhưng bạn hãy đừng đi đâu cả, chúng tôi có rất nhiều video thú vị để xem đấy. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn video bên trái và bên phải thôi, nhấp vào nó và thưởng thức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.